hành trình hữu cơ từ nông trang đến bàn ăn của ông chủ Vinamit từ năm 1988 đến nay là một câu chuyện đầy gian truân về một quyết tâm trường kỳ làm organic để giúp mang lại cho người tiêu dùng những sản phẩm nông nghiệp hữu cơ thật sự an toàn và tốt cho sức khỏe, tạo ra một chuỗi giá trị hoàn thiện để gia tăng giá trị cho nông sản Việt của ông Nguyễn Lâm Viên. Để nói thật và làm thật, ông Viên đã luôn cố gắng tìm tòi, khám phá ra những công thức trồng trọt và áp dụng công nghệ trong chế biến, bảo quản để tạo ra những sản phẩm thực sự hữu cơ cho người sử dụng từ con số 0. Nếu mà ghét ai thì hãy xúi nó đi làm nông nghiệp hữu cơ. Bởi vì chắc chắn là người ta biết rằng đi làm đó thất bại. Và nó thất bại là đúng thôi, là bởi vì nó đi với một cái con đường mà nó không có nhiều cái sự hỗ trợ. Bởi vì nó hoàn toàn là mới, người ta canh tác thì cây thì nó phải có phát triển và nó phải có bị bệnh tật. Mà nếu đi bằng con đường hữu cơ mà anh lại không cho phép anh xài thuốc thì có nghĩa là bệnh tật đã chết chắc rồi. Cho nên chính cái điều đó là những cái người mà đi làm mà về ngành hữu cơ thì đi một thời gian thì người ta cũng phải quay trở lại là nông nghiệp hóa học thôi. Cái nông pháp hóa học vẫn là nông pháp nó đã được có một cái nền tảng vững chắc lâu rồi. Bởi vì các cây cối và động vật luôn luôn nó phải bị đối mặt với lại bệnh tật, và khi bệnh tật thì phải có thuốc, một cách rất là đơn giản như vậy. Như vậy thì khi con đi vào con đường hữu cơ, người ta nói là anh không được phun thuốc, phải không nè, và anh phải cách nào đó để anh ứng phó với một cái điều kiện sống mà không có thuốc anh sống được. Thì điều đó là cái điều mà những cái nhà mà canh tác hữu cơ họ phải có kiến thức rất là nhiều, phải có một thứ khác thay thế. Thế thì cái thứ khác thay thế nó thì nó là cái một cái nông pháp mới phải được hình thành lên. Thì nông pháp bên này là nông pháp hóa học, thì đi vào con đường hữu cơ nó sẽ trở thành là nông pháp sinh học. Thấy đang hiểu sai về mặt gọi là công nghệ cao. Mình thì mình không nói về mặt công nghệ cao, mà mình muốn nói rằng là mình đang sử dụng nông pháp gì. Một bên chúng ta là nền tảng là nông pháp là hóa học, có nghĩa rằng là từ thế kỷ thứ hai là đó, người ta đã biến tất cả mọi thứ từ hóa chất thành là một cái nền tảng để phát triển, trong đó có nông nghiệp và thực phẩm. Và chính vì thế tất cả mọi cái gốc gác để phát triển xử lý nó đều lấy trên nền tảng hóa học, kể cả phụ gia, kể cả chất bảo quản, kể cả những cái việc ứng phó điều trị cũng đều sẽ lấy trên nền tảng hóa học. Và một cái nông pháp thứ hai mà đang có cái trái ngược lại. Lý do tại sao họ sẽ đẻ ra cái nông pháp thứ hai vào năm 1997, thì các nhà khoa học mới phát hiện ra là cái việc mà kháng sinh nó đang bùng phát rất là nhanh, và như thế sẽ có một ngày nào đó là chúng ta sẽ không còn có thuốc kháng sinh để điều trị được nữa, bởi vì mọi thứ đều là kháng sinh hết. Thì các nhà khoa học mình mới nói rằng là bây giờ phải có một cái thứ gì nó phải khác. Thì khi mà nói cái khác đó, thì các nhà sinh học mới phát hiện rằng là chỉ có sinh học mới tạo ra sự khác biệt này. Như vậy thì mọi người bắt đầu lấy cái nền tảng của mọi thứ chỉ là đặt nó trên nền tảng là sinh học. Trong bệnh tật thì lấy là sinh y, trong nông nghiệp thì lấy nền tảng là vi khuẩn, và tất cả những cái ứng dụng khác thì đều là trên nền tảng của sinh học. Thì nông pháp sinh học ra đời là từ lúc đó. Thế thì mọi nghiên cứu bây giờ người ta phải đứng trước một cái sự việc nào đó thì mình phải lấy cái nền tảng của sinh học ra để mà mình lý luận, mình làm phương pháp luận, thì lúc đó mình mới giải được. Như vậy thì trong sinh học nó gì? Trong sinh học thì không có tiêu diệt, trong sinh học chỉ có là cộng sinh thôi. Tức là con này nó sẽ làm thức ăn của cái con khác, và con nó là một cái sự là luân chuyển với nhau, là của mỗi thứ đều là một cái thực phẩm tốt cho một cái loại khác, mà trong vạn vật nó trở thành là một cái sự tuần hoàn. Và cái sinh vật cao nhất là con người
không? Thì đó là cái mà chúng ta sẽ là một cái sự tuần hoàn đó. Như vậy thì mọi trên cái nền tảng đó thì cái đó mới được xem được gọi là, nếu mà chúng ta xài từ nó là công nghệ cao thì nó phải là cái đó. Còn lại những cái mà hiện nay mọi người đang sự nói là công nghệ cao, nó chẳng qua nó là một cái công cụ cho cái ngành nông nghiệp mà thôi, chứ nó không phải là một cái công nghệ. Nó không được xem nó gọi là một cái công nghệ được, là bởi vì nó chỉ là một cái công cụ đang diễn giải của trong cái lĩnh vực nông pháp hóa học, mà người ta đang đưa thêm những cái công cụ hiện đại vô trong lĩnh vực hóa học để mà phục vụ. Thí dụ như là trồng rau bằng thủy canh thì là do NASA ngày xưa kia trên cung trăng người ta không có đất, cho nên người ta bắt đầu mới đưa những cái chất hóa học lên để cho mà người ta trên cung trăng người ta có thể trồng được rau, để có rau để mà ăn, có đồ tươi để mà ăn, hoặc là khí canh, thấy không nào, thì nó cũng là một phương pháp như vậy. Còn lại mọi người thì còn là những cái công cụ đó nó không phải là được xem là nó là một cái công cụ mà nó là công nghệ cao để giúp ích cho con người. Công nghệ cao là một cái thứ gì đó mà giúp cho cái ích lợi cho con người. Khoa học là càng tiến bộ thì phải làm sao mang lại sức khỏe cho con người. Con người nó làm sinh mệnh sống. Như vậy thì cái gì được xem là công nghệ cao thì cái đó nó phải có dầu sinh sống, để con người ăn vô để có thể tăng trưởng sự sống, phát triển sự sống hay là duy trì được sự sống, thì đó mới được xem gọi là những khoa học cao cấp. Còn nếu mà chúng ta ăn vào mà chúng ta làm hủy diệt sự sống cho người của chúng ta, thấy không? Và làm cho chúng ta ngày một bệnh tật nhiều hơn, thì cái đó nó cũng sẽ là phản khoa học. Như vậy cái ngành y khoa của chúng ta tiến bộ là cái ngành y khoa phải làm sao nó làm cho con người càng ngày càng ít bệnh đi, thì đó mới là một cái ngành tiến bộ. Nếu mà cái sự phát triển khoa học mà càng ngày càng đi cao mà con người càng ngày càng bệnh lên, thì đó là điều tôi cho rằng là nó là phản khoa học. Cho nên mình không đồng tình với những cái giải pháp mà sản xuất ra thực phẩm mà nó không có sự sống.